Đây ạ, em tiếp tục quay chiếc đàn cuối cùng. Mới có ngày thứ ba thì đã đi 5 cái đàn luôn ạ. Hôm trước quay các bác nhìn nhà em đúng không? Hết từ đây. Đây là chiếc cuối cùng ạ. Quay cái nào lên các bác dọn hết cậu em về đấy. Rất cảm ơn các bác. Nói thật luôn các bác là các bác nhìn cái bộ âm thanh để thiết kế cho chiếc đàn này, các bác lấy nguyên âm thanh cũng đã thừa tiền, cái giá tiền em đưa cho các bác rồi chứ nói gì. Chiếc đàn tiếp theo đó là chiếc đàn Yamaha. Đó là chiếc đàn Yamaha. Con này có băng cassette để các bác nào chỉnh thì chỉnh nhé. Băng cassette. Đây. Chiếc đàn Yamaha. Con này có mức giá đã báo rồi trên kênh, đã báo 13.9 triệu. Phải nói luôn đặc biệt là con này cực kỳ đẹp. Con này cái nước gỗ, cái vân gỗ của nó đẹp lắm. Vân nhân như nào? Không, các bác đang nhìn ở chỗ này như này. Vân của nó đỏ, nó đỏ tươi hơn chứ nó không như kiểu nhợt nhợt như em đang quay trong điện thoại đâu. Đến em chỉnh xem cái màu nào nó đúng. Em chưa nhìn được cái màu nào nó đúng. Đây màu này gọi tạm tạm này, đây như này gọi tạm tạm. Màu nó cảm giác nó sáng đẹp lắm. Đấy nó tạm tạm như này. Đấy. Được chưa? Chiếc đàn này thì có cân nặng nó cũng hơn một tạ cơ. Đây là cái giá đỡ cho quyển sổ và quyển sách để các bác đánh đàn này. Đấy, giá này. Chưa? Con này cũng nặng hơn một tạ, size đúng không? Đây là chiếc đàn size lớn luôn. Size lớn. Size lớn hết các bạn. Tất cả các phím tức là đánh là ok hết nhá các bạn nhé. Như đây này. Này. Ok hết nhá, phím ok. Phím đàn này không nói rồi, ok. Phím ok. Và đặc biệt là con này, con ngày hôm qua em giới thiệu cho các bác, con hôm qua đã khủng rồi. Con hôm qua nó thiết kế loa cũng có một con loa đây này, con loa đảo này. Y như con này. Đấy cái con mà ngày hôm qua em báo cho các bác đấy. Cái con mà bị vỡ lưng ấy. Vỡ lưng đi rồi. Đi nốt cho các bác, hôm qua hôm kia đi nốt rồi. Nhưng mà con này lại còn hơn con đấy nữa là có thêm một con tép này nữa. Con kia có 4 loa nhưng con này 5 loa liền. 5 loa. Thì chút nữa em sẽ giới thiệu chi tiết sau. Bây giờ vào test cho các bác đã nhé. Chiếc đàn này thì báo cáo các bác đây, hai đầu hồi rất đẹp rồi. Hai đồng hồi rất đẹp. Trước thì cực kỳ đẹp rồi. Trước trong sau, đặc biệt đây. Con này phải nói là quá đẹp luôn. Đẹp xuất sắc các bạn. Đây tất cả những cái đường này là đường chỉ đồng, chỉ màu đồng hết ạ. Chỉ màu đồng, tất cả đều chỉ màu đồng hết ạ. Ok. Chỉ màu đồng hết ạ. Đấy. Tất cả đều chỉ đồng. Ok chưa? 13.9 triệu. Vân gỗ cực kỳ đẹp luôn. Con này thì báo cáo các bác là hầu như là đẹp xuất sắc này. Chả có vỡ có sứt ở đâu. Như hôm qua kia bảo các bác là vỡ sứt thì trừ tiền cho các bác. Hôm nay tìm chả thấy vỡ sứt đâu. Em tính em bán hàng này em cứ quay đâu không may em phát hiện là bị hỏng, bị vỡ, bị sứt cái gì hay là bị như thế nào, lỗi cái gì là em nói luôn. Đài, vỡ này trừ tiền cho nhanh. Chứ không có cái chuyện mà cứ quay dấu đi, tránh đi, xong đến lúc các bác nhận đàn về các bác gọi sao các anh không bảo tôi là vỡ này. Nó rất là khó. Được chưa? Cái nào em quay em không nhìn thấy nữa, vô tình không nhìn thấy nữa thì phải chịu thôi chứ còn. Các bác chú ý nhá, cái cần này này về các bác nào mà để kênh lên như này nhá là tiếng nó tự nhiên bé tí luôn đấy. Phải đóng nhá. Con này nó như kiểu cái volume ấy, đóng xuống này. Được chưa? Quá đẹp luôn. Đẹp ý mãn luôn. Chưa? Các bác tìm xem có vết nào không? Chả có vết gì nữa. Nhiều bác cứ bảo tìm vết thì trừ tiền. Nó đẹp như này thì cần gì phải trừ. Thà thêm 1-2 triệu dùng cho nó sướng mắt. Gì là chất. Đấy, được chưa? Đẹp chưa? Chiếc đàn đẹp như thế này các bác còn 13.9 triệu. Chúng tôi em giới thiệu về loa với lại âm ly của nó. Nguyên loa với âm ly của nó đủ 13.9 triệu rồi. Được chưa? À đây. Đây sứt tí, ôi cái này là sứt phía dưới này. Các bác trừ em, bắt em trừ tiền làm gì cho nó phí. Đây sứt một tí đấy. Trừ cho bác 500 nha. 500k chỗ sứt đấy. Nó sướng chưa? Hàng bãi nói thật câu là em bán thế là quá thoải mái rồi. Chứ còn đã là hàng bãi, nó không phải là hàng mới thì những cái chất sứt đấy nó quá bình thường. Nó quá là bình dân luôn. Em Tuấn test cho các bác nghe nhạc nha.
Các bác nghe nhạc xong em sẽ giới thiệu tại sao nó hay như thế nhá. Bác nhìn đây. Đấy, tôi nhạc lên nhá. Bác là đang gọi, đang nghe lại gọi. Tôi đã yêu anh từ muôn kiếp nào. Bác thông cảm nhé, lại dính người gọi đến rồi. Em chuyển nhạc mạnh cho các bác này. Nói chung là về chất âm, về loa thì không thể chê được rồi các bác ạ. Đấy, em test qua cho bác thôi. Có khách gọi đến, bác thông cảm. Bác nào gọi thì thông cảm ạ. Chút em gọi lại cho. Thì sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết về chiếc đàn cho các bác đây. Về trước rồi, sau này em sẽ... Ôi trời ơi, nó quá nặng. Các bác nhìn này. Các bác nhìn này. Đây. Cái hay của nó đây này. Nó hay của nó là có con loa này này. Con loa này đường kính chiều dài là 25, nó tầm hơn 25 26 trở lên. Em ngang này, 25 chiều dài, 25 chiều ngang nó tầm 13 đấy. Mấy ạ? Đâu, chiều ngang nó phải 20. 18 20 đấy. Đây. Có gì này. Và em không hiểu là tại sao họ lại thiết kế con loa này nó lại có một cái motor này. Đây. Nó có cái motor này này. Đấy. Có nhìn nhá. Để em rút điện ra đấy các bác nhé. Vô tình sờ nó giật cho mệt lắm. Em rút điện lại đây. Rồi. Đây. Gác quả như kiểu gác này, những cái nó chập mất. Đây con motor này này. Nó quay, đấy, nó quay lại đảo loa này. Thế mới lạ. Cái này thì em chịu. Bác nào biết thì bình luận cho em biết với. Em muốn học hỏi tham khảo mà. Đây con này loa đấy ạ. Thiết kế y. Đấy, có nhìn chưa? Ngồi đây. Em cũng chưa hiểu là con loa này nó thiết kế như thế nào, để làm cái gì. Và tại sao nó thiết kế kiểu này. Mà nó nằm riêng một khoang luôn ạ. Ngoài ra thì đây nó còn có tép nữa. Tép phụ đây nữa. Đấy, thế. Ok chưa? Lại có còn một cái motor, như cái motor của quạt này. Di chuyển nó. Còn ở phía dưới đây là con âm ly. Con âm ly này thì các bác nhìn qua. Hay là bắt được tiền rồi. Mày quá, đồng tiền này nó đặt đây, nó mà chập cái thì hết luôn các bạn. Ê, đồng tiền gì đây? Đồng tiền Nhật. 10 hào à? 10 yên này. Ê, mày có nhấc cái đồng xu ra chứ không nó chập mất chết. Được. Đây cái biên thế này. À, con này chạy cho nào, xò sắt đây, chỗ này có xò sắt này. Ngoài xò sắt thì có hai quả có pin to vật vã này. Nhìn ở ngoài thấy nó bé quá, bình thường nhìn mắt thường nó to, nó tầm này. Nên nó phải như này. Nhưng mà nhìn vào trong máy này nó bé tí quá. Đấy, còn là đây, đây là cuộn trở này. Cuộn trở với tụ nó đặt nằm ra ngoài này. Cuộn trở này to bằng bát nước chấm luôn. Em phải so sánh như thế thì các bác biết nó to bằng cái bát nước chấm ấy. Ngoài ra thì đây, một bát 30. Con này phải hơn 30. Một con loại Yamaha bát 30. Đấy, được chưa? Hàng khủng luôn. Còn bát 20 đi nữa. Một Yamaha, một con tép đấy.
Còn tất cả con này thì bộ vi mạch của nó được đưa kín hết trên này các bác nhé. Vi mạch của nó được đóng khép kín hết trong này. Nó khép kín trong này, nó không hở như con kia. Con kia có nhìn, kiểu thể nhìn thấy nhưng con này không nhìn thấy. Đấy, vi mạch bộ bảng mạch ấy, nó khép kín hết đây, nó rất là nhiều vỉ. Nó phải được mấy chục cái vỉ. Đấy. Như vậy là con này trội hơn con hôm qua. Giá thì ngang ngang nhau rồi nhưng mà con này trội hơn qua. Con trội hơn con qua là gì? Con qua chỉ có một cái loa này. Nhưng mà con này thêm một con loa tép. Ngoài ra thì con này đẹp hơn. Con này đẹp hơn. Con hôm qua thì bị vỡ hết cái đít này. Vỡ cái đít. Nhưng mà các bác cũng lấy rồi. Cái đít thì phải có thay đơn giản mà. Đấy. Đấy, về hình thức thì em quay chi tiết cho các bác thấy. Con này chỉ có bị sứt bên sườn đi một chút thôi. Em đã giới thiệu, em bảo bớt cho các bác coi 500 rồi. Đấy. Còn những cái chỗ này sứt sứt răng. Để sứt răng một tí này. Sứt răng một tí này. Đấy. Đấy. Bớt cho các bác 500 đây. Đây có tí nữa này. Những cái này các bác xử lý hút mốt. Bớt cho các bác 500 nhé. Thôi đi, 900 đi. Thế là còn 13 triệu. Cho hẳn triệu đi, còn 12 triệu 9 ạ. 12, 9. Em cứ thích cái kiểu đấy. Có 9 thế. 12, 9. Được chưa ạ? Bác nào hỏi đàn hôm qua nhé. Có nghĩa là hôm qua hôm kia em đăng xong các bác cứ hỏi. Đây còn cái cuối cùng nữa, các bác lấy nốt đi ạ. Đấy, chiếc này thì quá đẹp rồi. Đẹp mỹ mãn luôn ạ. Em chào các bác.